Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực, Việt Tinh Banh đã tổ chức lễ tiếp nhận 16 cây hoa anh đào Nhật Bản do đối tác chiến lược MUFG trao tặng. Dự buổi lễ có ông Hiroshi Yamaguchi, thành viên hội đồng quản trị, kiêm phó tổng giám đốc Việt Tinh Banh. Ông Nguyễn Đình Vinh, phó tổng giám đốc Việt Tinh Banh cùng các cán bộ biệt phái của MUFG, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hiroshi Yamaguchi cho biết, Hoa Anh Đào được coi là quốc hoa của Nhật Bản để chào đón mối quan hệ hợp tác 6 năm giữa Việt Tiên Banh và MUFG, đồng thời chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Việt Tiên Banh. MUFG đã chuẩn bị và chuyển 16 cây hoa anh đào từ Nhật Bản về Việt Nam để cho tặng Việt Tiên Banh. Thay mặt cho bàn lãnh đạo Việt Tiên Banh, ông Nguyễn Đình Vinh đã gửi lời cảm ơn chân thành tới MUFG với những tình cảm dành cho Việt Tiên Banh. Ông Vinh khẳng định Vietinbank và MUFG sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác chiến lược để cùng hướng tới những mục tiêu định hướng phát triển ngày càng lớn mạnh của hai bên trong tương lai. Tại buổi lễ ông Hiroshi Yamaguchi và ông Nguyễn Đình Vinh cùng các đại biểu đã cùng trồng 16 cây hoa anh đào tại khuôn viên Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống